nhiều của người lớn thế nào kia mà nó tính thật là đẹp đẹp đẹp. Giới thiệu là quán bún mọc ở phố Cầu Đông nhá, đằng sau chợ Đồng Xuân, phố Cầu Đông, đằng sau chợ Đồng Xuân. Quán rất sơ sài thôi nhưng mà ngon rẻ bổ. Bún mọc măng nhá, nồm là mọc này, măng này. Đấy. Mọc rất là nhiều. Đấy, bát bún này là có giá là 25k. Nồi nước dùng lúc ấy là nồi nước dùng nấu lẫn giò với mọc. Rất là ngon. Ngon không? Không mời cả nhà nhé. Đây Ngọc. Đây, nướng mọc ạ. Mọc mềm ngon. Đây là mọc nấm, đây là giò, đây là tiết, măng khô. Con chú măng rất là ngon. Thank you.